Năm học mới đón điêu hơi giảm tới 70% khi mua các sản phẩm công nghệ tại Hoàng Hà Mobile như smartphone, laptop, tai nghe, chuột hàng hiệu chính hãng. Các bạn học sinh sinh viên ơi, quét ngay mã QR để xem điêu nhá. Chào các bạn. Nói theo cách hài hước nhưng có vẻ sâu sắc thì con người sinh ra là để đánh nhau. Bằng chứng là chúng ta đổ tiền tấn để sản xuất, cải tiến các loại vũ khí cho chúng ngày càng hiện đại hơn. 500 năm trước, người Nhật luôn tự hào vì có thanh gươm sắc nhất thế giới. Nhưng giờ thì người Mỹ, người Nga, người Trung Quốc hay thậm chí Triều Tiên cũng tự hào vì chỉ cần ngồi ở nhà bấm nút là có thể phóng một quả tên lửa đủ sức san bằng một thành phố cách nửa vòng trái đất. Và để làm điều đó, Triều Tiên đã chấp nhận để cả nước nghèo đói miễn là có vũ khí xịn. Tương tự như vậy, khi nói về xe tăng, khi cái thời kỳ súng đạn ra đời thì pháo là vũ khí cực kỳ lợi hại vì nó có thể bắn ra những quả đạn lớn với sức công phá cực mạnh. Nhưng sẽ thật tuyệt vời nếu có thể đặt khẩu pháo lên xe rồi chúng chạy khắp chiến trường thì sẽ tiện hơn rất nhiều việc nó nằm một chỗ. Vì nằm một chỗ thì sẽ vô dụng khi đối phương di chuyển ra ngoài phạm vi tấn công và cũng dễ bị đối phương phát hiện và tiêu diệt. Rồi người ta lại ước có thể ngồi bên trong chiếc pháo đó với lớp giáp thật dày. Như vậy sẽ không sợ bị súng đạn bắn trúng và càng không sợ đạn pháo của đối phương. Thế là cái xe tăng ra đời. Nó là một bệ pháo có bánh xe, biết di chuyển, quay 360 độ và có người ngồi trong. Cần bắn chỗ nào là chạy đến chỗ đó, vừa tiện vừa an toàn cho quân lính và vừa hiệu quả trong việc chiến đấu với kẻ thù. Nhưng đó chỉ là hình mẫu xe tăng thời sơ khai thôi. Xe tăng của các cường quốc bây giờ đã hiện đại hơn rất nhiều. Thậm chí có những tính năng được trang bị đến chúng ta cũng chẳng tưởng tượng nổi. Ví dụ như xe tăng của Mỹ được trang bị cả trí tuệ nhân tạo, nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu trong video sau. Còn bây giờ, chúng ta sẽ nói về xe tăng hiện đại nhất của Nga, mẫu T-14 Armata, chiếc xe tăng được người Nga tự hào là mạnh nhất thế giới. Vậy điều đó có đúng hay không? T-14 có gì mà kinh khủng như vậy? Chúng ta hãy cùng xem. Thì đầu tiên, chữ Armata trong tên xe tăng là do nó được chế tạo tại căn cứ quân sự thống nhất Armata. Trung tâm này là nơi chế tạo những thiết bị quân sự gồm các thành phần thống nhất đều được theo dõi, bao gồm gầm xe, máy điện, xe tải, hệ thống điều khiển, v.v. Thứ hai là T-14 được trang bị khối động cơ V-12 cho công suất động cơ từ 1350 đến 1800 mã lực. Nó có thể chạy với tốc độ tối đa đến 90 km/h, phạm vi hoạt động lên tới 500 km. Các bạn hãy thử tưởng tượng xem, đi xe máy mà tốc độ 90 km/h thì tóc bay như tàu hỏa nhập ma. Đây cũng là tốc độ mà ô tô thường chạy trên cao tốc. Vậy mà xe tăng của Nga có thể đạt được tốc độ này với bánh xích thì thật sự là ấn tượng. Ngoài ra T-14 cũng cực kỳ dễ sửa chữa, đến mức nếu nó bị hỏng động cơ thì chỉ mất 30 phút để thay động cơ mới. Hộp số thì cực xịn, gồm 8 cấp tiến và 8 cấp lùi, nó mượt ngang hộp số ZF 8 cấp trên xe VinFast. Thứ ba là T-14 có hệ thống treo chủ động, nghĩa là nó có nhiều cảm biến mặt đường. Các cảm biến sẽ đọc bề mặt của địa hình và hệ thống sẽ tự động dịch chuyển các con lăn theo dữ liệu nhận được. Như vậy chiếc xe sẽ êm hơn, đang phóng vèo vèo mà vẫn bắn chính xác. Thứ tư là T-14 được trang bị nhiều công nghệ hiện đại. Chứ nó không đơn thuần là một khối thép nặng 48 tấn với nòng pháo ở trên. Cụ thể thì T-14 được trang bị radar, giám sát, có khả năng theo dõi đồng thời tới 40 mục tiêu trên mặt đất và 25 mục tiêu trên không đang di chuyển trong bán kính lên tới 100 km. Khả năng nhận diện của nó chẳng kém gì những con tàu chiến hiện đại. Nó còn có tháp súng máy hỗ trợ hồng ngoại để chiến đấu vào ban đêm. Mọi mục tiêu đều được hiển thị trên màn hình máy tính. Chỉ huy xe tăng chỉ cần chọn mục tiêu, nó sẽ tự tính toán và khai hỏa. Nói về khả năng bảo vệ, T-14 đặc biệt được trang bị lớp giáp cực kỳ hiện đại, nâng cấp cao hơn bất kỳ mẫu xe tăng nào trước đó của Nga. Cụ thể thì T-14 được trang bị lớp giáp tương đương với lớp thép dày từ 0,8 đến 1,4m tùy từng vị trí. Bên cạnh đó thì khoang lái của các chiến sĩ lại được bảo vệ thêm bằng một lớp giáp tương đương với lớp thép dày 1m. Như vậy tổng cộng để bắn thủng xe tăng T-14 vào đến khoang lái, chúng ta cần một loại đạn xuyên giáp có thể đâm thủng lớp tường thép dày 2,4m. Còn các thùng nhiên liệu được trang bị hệ thống chống cháy và được bao phủ bởi một lớp kính chống tích tụ. Tiếp nữa là T-14 có khả năng tự phòng thủ rất xịn. Đầu tiên là lớp phòng thủ tích cực, xe tăng sẽ dùng radar để nhận diện các loại đạn, tên lửa đang lao đến, sau đó nó sẽ phóng tên lửa từ xe tăng để tiêu diệt mục tiêu. Thứ hai là hệ thống chống mìn. Trên chiếc xe tăng T-14 Armata, Nga có trang bị hệ thống dò mìn và kích nổ từ xa. Đồng thời, nó cũng được tạo ra bằng vật liệu hấp thụ năng lượng của vụ nổ. Ghế của kíp xe cũng được sử dụng vật liệu hấp thụ năng lượng, giúp giảm đáng kể tác động lên họ trong quá trình kích nổ.
T14 cũng có khả năng tàng hình. Thiết kế của thân xe tăng được phủ những lớp vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến. Còn bề mặt bên trong của vỏ xe được cách nhiệt và ống xả được trang bị hệ thống làm mát. Tất cả những điều này làm giảm cơ hội phát hiện xe tăng trong phạm vi hồng ngoại. Điều này sẽ giúp xe tăng khó bị phát hiện bằng hồng ngoại. Và tất cả những điều trên sẽ làm giảm đáng kể khả năng nhận diện của đối phương. Có thể nói là nó bị vô hình trong một số thiết bị của kẻ thù. Và cuối cùng là sức mạnh của chiếc T14, chiếc xe tăng hiện đại nhất của Nga. Được trang bị pháo nòng trơn 2A821M cỡ 125mm, có khả năng bắn xa 8km. Đạn xuyên giáp được khai hỏa từ xe tăng T14, có thể xuyên thủng lớp thép dày 900mm từ khoảng cách 2km. Pháo này còn có thể bắn ra đạn có điều khiển, kích nổ ở vị trí tùy ý. Ví dụ, bạn muốn đạn nổ trước khi chạm mục tiêu 10m thì cũng được. Hoặc pháo cũng có thể bắn ra tên lửa dẫn đường bằng laser. Và T14 cũng là chiếc xe tăng đầu tiên của Nga không có người điều khiển trong bệ pháo. Tất cả đều do máy tính đảm nhiệm. Người điều khiển được ngồi trong một khoang riêng biệt, an toàn hơn. Xung quanh xe có cam 360 độ giúp người lái có thể nhìn toàn cảnh xung quanh, kết hợp với ống ngắm zoom 12 lần và thiết bị đo laser với tầm hoạt động 7,5 km. Như vậy thì ngồi trong chiếc xe tăng này nhìn còn rõ hơn cả ngồi trong một chiếc xe hơi chạy ngoài đường ở Việt Nam. Các bạn nghĩ thế nào về chiếc xe tăng T14 Armata? Hãy cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.